Tại sao Yoni nhảy xin minh chắc mỗi ngày đã có cái phần chân rất là nhỏ đó, các bạn thấy chân nhỏ không, là lưng nhỏ nè, tay cũng nhỏ nè, bởi vì đơn giản đây là cái bài tập mà Yoni sẽ dùng để khởi động, sẽ tập có khoảng tầm 2 đến 4 hiệp, mỗi hiệp 100 cái nhưng mà chỉ đủ để mà khởi động để làm nóng và sau đó là đi tập tạ. Thì đây, cái này là tôi nói thực tế luôn, nghĩa là các bạn phải cố gắng kiên trì để mà rèn luyện thể lực lên. Có thể là hiện tại cái sức của bạn chỉ có thể nhảy khoảng tầm 30 cái trên minh chắc là bạn đã mệt rồi, nghĩa là cái lượng cơ bắp toàn thân của bạn nó ít rồi. Cái thứ hai là cái thể lực tim mạch, khả năng của tim mạch bơm máu và khả năng hô hấp, cái bình VO2 max của bạn cũng ít. Nghĩa mà nếu mà bạn nhảy một lần liên tục 100 cái như thế này và bạn chỉ cảm thấy là hơi mệt nhẹ, bạn nhảy thậm chí là 200-300 cái bạn mới cảm thấy là hơi nóng người, và thậm chí bạn vượt qua 300 cái mà bạn chỉ cảm thấy là hơi mỏi mỏi nhất nhất cái bắp chân một xíu, hoặc cảm thấy hơi nóng người xíu, nghĩa là cái lượng cơ bắp của bạn thật sự là bạn đã phát triển rất là tốt, cơ thể của bạn vận động rất là tốt, tim mạch phổi của bạn nó đã cực kỳ khỏe. Và việc mà mất nhiều thời gian để rèn luyện như vậy, để khỏe như vậy á, thì đến khi bạn ngồi không, bạn cũng có thể đốt một ngày 1.200 thậm chí 1.500 calorie như vậy, như thế ăn vô những món ăn ngon bạn cũng sẽ rất khó bị thặng dư calorie và mập. Còn nếu mà thể lực hiện tại của bạn nó yếu quá, ví dụ bạn nhảy có 50 cái mà bạn chịu cảm thấy là bạn nhức quá, bạn chịu không nổi, bạn bị choáng, bạn bị mệt đó, ví dụ bạn nhảy như này liên tục bạn nhảy không được quá 50 cái rồi, thì bạn cần phải rèn luyện thêm. Cái mức tối thiểu của cái ngưỡng thể lực này là bạn phải đạt được cỡ 50 cái. Cái bài nhảy trên bên chắc này đó là cơ thể tạm thời khỏe mạnh. Cái mức tiếp theo là cảm thấy là khá khỏe mạnh đây là phải nhảy được liên tục 100 cái mà cảm thấy chưa bị thở dốc. Còn mức tiếp theo nữa là phải 100 đến 200 cái mà cảm thấy là mới hơi thở dốc thôi, đạt được ngưỡng đó, thì đồng nghĩa với việc là trong chương trình luyện tập của bạn, bạn sẽ có ngưỡng thể lực, ví dụ như để bạn deadlift kéo tạ đơn được 15-20 kg mỗi bên tay mà bạn cảm thấy là không quá nặng so với sức của bạn đó, bạn cảm thấy có thể tập những cái bài kéo lưng và nâng tạ các kiểu khoảng tầm 15-20 kg với một cơ thể mảnh khảnh như thế này thì vẫn nâng được, chứ không còn phải quá xù xề cơ bắp. Tại vì thật sự để mà tập khỏe, tập mạnh thì chúng ta sẽ có cách để tập tại chương trình của Ra Long Fitness để mạnh nhưng mà không cần bị đô ra, đó là cách tại Ra Long Fitness. Vẫn tập luyện thể lực, vẫn tập luyện cardio và kết hợp ăn uống dinh dưỡng đầy đủ để có cơ thể vừa thanh mảnh vừa khỏe mạnh tại Ra Long Fitness.